chào quý vị và bà con. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng trưa và chiều mai 27 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh nằm ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh thì ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, từ chiều mai, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển phía Bắc và khu vực Bắc Biển Đông lại tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Hiện nay thì cơn bão Wukong đang tiến vào Biển Đông với tốc độ là từ 20 cho đến 25 km/h. Bão có khả năng ảnh hưởng đến quần đảo Trường Sa và các tỉnh từ Khánh Hòa cho đến Cà Mau. Đây là cơn bão thứ 10 và có thể là cơn bão cuối cùng hoạt động trên Biển Đông trong năm nay. Dự báo đến 7 giờ ngày mai thì vị trí tâm bão sẽ cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 360 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 cho đến 74 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Sau đó bão vẫn giữ nguyên cường độ, vận tốc và hướng di chuyển. Đến 7 giờ ngày 28 tháng 12, vị trí tâm bão chỉ còn cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 100 km về phía tây. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão từ chiều tối nay, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa, sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, ngày có mưa vài nơi nhưng về đêm thời tiết lại chuyển xấu nhanh, có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Từ trưa chiều mai thì do không khí lạnh tăng cường nên gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, ngày cũng có mưa vài nơi, đêm có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong chiều và đêm nay thì gió Đông Bắc sẽ mạnh cấp 4, cấp 5, nhưng từ trưa chiều mai, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Trong hôm nay và ngày mai tại đây thời tiết và sóng gió tương đối ổn định, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc hoạt động mạnh cấp 5. Từ đêm mai thì gió bắt đầu mạnh dần lên và biển động kéo dài trong vài ba ngày. Cùng với đó là nhiệt độ trong không khí hạ thấp nên sẽ ảnh hưởng đến năng suất khai thác và đánh bắt của bà con ngư dân. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý. Thời tiết ổn định, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc hoạt động mạnh cấp 5, biển bình thường. Tuy nhiên, theo dự báo, trong thời gian tới, do không khí lạnh hoạt động nên trên toàn khu vực vùng biển miền Trung trở vào sẽ còn duy trì những đợt sóng gió mạnh, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo. Trời có nắng từ sớm, thời tiết có chuyển nhiều mây hơn. Hôm nay và ngày mai thì có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc hoạt động mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sau đó thì mây có xu hướng phát triển mạnh hơn và có mưa trên diện rộng. Trong ngày mai thì vùng biển này cũng sẽ chịu ảnh hưởng rìa phía tây của cơn bão Wukong, nên sóng gió duy trì ở cường độ mạnh, không thuận lợi cho tàu thuyền di chuyển và đánh bắt. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc hoạt động mạnh cấp 4. Thời tiết trên biển quá khô nên trong quá trình khai thác đánh bắt sẽ ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của ngư dân cũng như các vấn đề về an toàn cháy nổ trên tàu. Xu hướng trong thời gian từ 2 đến 3 ngày tới, thời tiết trên biển có khả năng chuyển mưa nhiều hơn, nhưng chu kỳ không kéo dài, chỉ có mưa khoảng từ 1 đến 2 ngày rồi sẽ giảm nhanh. Vùng biển Vịnh Thái Lan thì trời khá ít mây, khả năng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc hoạt động mạnh cấp 4, biển bình thường. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong chiều và đêm nay thì có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc hoạt động mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sang ngày mai, mây sẽ phát triển nhiều hơn và có khả năng mưa tăng dần, vùng biển lạnh nên không thuận lợi cho khai thác trên biển. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Từ ngày mai thì cơn bão Wukong sẽ chính thức di chuyển sâu hơn vào khu vực giữa và Nam Biển Đông, nên vùng biển phía Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Có mưa rào và dông vài nơi, sau tăng dần trên diện rộng. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!